Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 9 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 49 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 48 vụ, làm chết 40 người, bị thương 48 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 9.266 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sáng ngày 19 tháng 9, trong khi làm nhiệm vụ trên đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, một trung úy cảnh sát giao thông thuộc đội số 3 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội đã phát hiện một nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện lạng lách đánh võng nên đã ra hiệu dừng xe. Nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà chạy lại túm cổ áo trung úy giằng co, thậm chí đánh vào mặt cảnh sát. Sau đó, nam thanh niên bị khống chế đưa về trụ sở công an phường Láng Thượng giải quyết. Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 3, nam thanh niên chống đối cảnh sát là Nguyễn Chí Cường ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Đội cảnh sát giao thông công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có kết quả xử lý vi phạm đối với xe biển xanh mang biển kiểm soát 80A01795 đi ngược chiều gây va chạm giao thông chiều ngày 15 tháng 9. Trên trang web của Đăng kiểm Việt Nam, xe biển xanh 80A01795 đứng tên chủ phương tiện là Văn phòng Tổng cục Hải quan. Lần kiểm định gần nhất có hạn hiệu lực đến ngày 2 tháng 4 năm 2016, tức là chiếc xe này đã hết hạn lưu hành gần 6 tháng nhưng chưa đi kiểm định lại. Trước đó, vào chiều ngày 15 tháng 9, nhiều người đi đường rất bức xúc trước hành vi của tài xế điều khiển xe ô tô biển xanh 80A01795 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc địa bàn quận 3. Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm nên đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực. Chiếc xe biển xanh không chỉ đi ngược chiều mà còn va chạm với một xe ô tô khác. Việc thi công quốc lộ 1A và quốc lộ 14 đã gây lún nứt hàng chục nghìn hộ dân, khiến người dân vô cùng bức xúc. Đến nay, công tác đền bù vẫn chưa được giải quyết triệt để, bởi lẽ số lượng hộ dân bị lún đã vượt quá trách nhiệm chi trả của bảo hiểm thi công công trình. Trước tình huống này, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi Thủ tướng kiến nghị cho phép sử dụng nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án để chi trả đền bù, hỗ trợ nhằm chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng ngoài phần thu trách nhiệm của bảo hiểm đã chi trả. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Công nghệ thi công với máy móc cỡ lớn và sức ép tiến độ dự án được coi là nguyên nhân gây lún nứt nhà dân. Đơn cử, quốc lộ 1A từ thành phố Thanh Hóa đến Nghi Sơn dài khoảng 23 km, nhưng có hơn 3.600 hộ bị lún nứt. Từ ngày 19 tháng 9, một phần sân bay Nha Trang cũ sẽ được sử dụng để phân luồng giao thông qua đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa nhằm giảm ùn tắc trên tuyến đường huyết mạch này. Theo phương án phân luồng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, tất cả các xe ô tô từ 9 chỗ trở lên không được lưu thông, dừng đỗ trên đường Trần Phú, đoạn từ đường vào cổng sân bay Nha Trang, hẻm 86 Trần Phú đến đường Hoàng Diệu, theo hướng từ trung tâm thành phố về phía nam. Một phần đường vành đai sân bay Nha Trang được khẩn cấp mở rộng nối với hẻm 86 Trần Phú để làm đường cho các xe từ 9 chỗ trở lên. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hôm qua và hôm nay thủy triều tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, đêm nay chiều cường sẽ đạt đỉnh là 1,47m. Với mức chiều cường cao này kết hợp với mưa dông rải rác sẽ gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng của thành phố, khiến cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do gió Tây Nam ở phía Nam đang giảm dần về cường độ, vì vậy mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ ít đi. Tuy nhiên hôm nay chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh 1,47m, dự kiến mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn có khả năng đạt đỉnh vào lúc 18 giờ là 1,47m, vượt báo động 2 là 7 cm.
Sau đó mực nước sẽ giảm chậm và đến ngày 20 tháng 9 sẽ còn ở mức báo động 2 là 1,41m. Còn theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai sẽ lên nhanh trong những ngày tới. Với mức nước đang ở giai đoạn báo động cộng thêm với mưa thì có thể gây ngập đúng vào giờ tan tầm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi lại của người dân. Đặc biệt là ở các khu vực trũng thấp, ven sông thuộc quận 12, quận 2, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh. Trong khi đó, thì vào chiều tối qua và sáng nay, chiều cường kết hợp với mưa đã gây ngập nhiều tuyến đường như đường Nguyễn Hữu Cảnh, giao lộ Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh, khu dân cư Thảo Điền, quận 2. Thưa quý vị, một xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên cầu Bình Lợi mới, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ bị xe khách 16 chỗ phía sau lao tới hút văng. Nhiều người trên hai xe bị thương la hét kêu cứu. Khoảng 10 giờ sáng ngày 19 tháng 9, ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 61A07607 do tài xế Nguyễn Hoàng Sa, sinh năm 1982, ngụ tỉnh Bình Dương, điều khiển, chạy trên cầu Bình Lợi mới hướng từ sân bay đi quận Thủ Đức. Khi đến đoạn chuẩn bị xuống dốc cầu thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 95B00317 do tài xế Châu Minh Thăng, sinh năm 1958, ngụ tại tỉnh Hậu Giang, cầm lái, đón khách từ sân bay chạy phía sau lao tới húc mạnh vào đuôi. Cú tông mạnh khiến ô tô 4 chỗ văng về phía trước một đoạn, hư hỏng nặng phần đuôi. Trên xe có 3 người lớn và 1 trẻ em. Lúc này nhiều hành khách trên ô tô 16 chỗ hốt hoảng la hét. Vụ việc khiến nhiều người trên hai xe bị thương nhẹ, hành khách phải xuống xe đón taxi để tiếp tục lộ trình. Khoảng 11 giờ trưa nay trên quốc lộ 1K xã Hòa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, một người phụ nữ chạy xe máy rẽ sang đường đột ngột khiến xe tải không kịp xử lý, kéo lê đi hàng chục mét. Người phụ nữ lọt gầm xe, tải thoát chết trong gang tấc. Vào thời gian trên, xe máy mang biển kiểm soát 60V16032 do một người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển xe lưu thông theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về cầu Hóa An, Đồng Nai. Khi xe lưu thông còn cách cầu Hóa An khoảng 300m, thì người phụ nữ bất ngờ cho xe rẽ sang đường đột ngột. Đúng lúc này, xe tải mang biển kiểm soát 61K8722 chạy theo chiều ngược lại không kịp xử lý, kéo lê cả người và xe máy đi một đoạn dài. Người dân chứng kiến phải nhanh chóng hô hoán thì tài xế xe tải mới nhận thấy và kịp dừng xe lại. Tại hiện trường, xe máy bị xe tải kéo lê gần 10m trên đường. Người phụ nữ lọt gầm xe may mắn thoát chết trong gang tấc, may mắn chỉ bị thương nhẹ, được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Tại nhiều điểm bốc xếp hàng hóa ở các cảng biển có gần 80% xe chở quá tải, có điểm tới 100% phương tiện khi kiểm tra vi phạm quy định tải trọng. Đây là những con số thống kê được đưa ra tại Hội nghị kiểm soát tải trọng được tổ chức tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam chiều nay ngày 19 tháng 9. Cụ thể, qua kiểm tra, có tới 800 phương tiện chở quá tải đã được phát hiện và xử lý tại ngay từ đầu nguồn hàng, tức các bến cảng và các điểm bốc xếp hàng hóa. Trong đó, có đơn vị chỉ trong một buổi sáng kiểm tra đã phát hiện 98% số xe vi phạm tải trọng xe. Theo Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, việc xử lý tải trọng xe tại các cảng là nguồn gốc của vấn đề, vì mọi xe quá tải trong vòng một năm đều có thể bị xử lý. Từ đây có thể phát hiện ra 3 đầu mối khác, bao gồm chủ phương tiện xe vi phạm, lái xe vi phạm và chủ hàng. Do đó, cần có biện pháp xử lý nghiêm. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Nghị định 46 của Chính phủ đã nâng mức xử phạt đối với hành vi quá khổ quá tải là rất lớn. Theo đó, nếu xe vi phạm tải trọng xe và tải trọng cầu đường sẽ xử lý cả hai lỗi thay vì một lỗi như trước đây. Xe vi phạm tổng trọng lượng và tải trọng trục sẽ bị xử phạt mức vi phạm cao nhất, sau đó tiếp tục xem xét xử phạt tải trọng cầu đường không. Hoặc chỉ riêng lỗi quá khổ, ba chủ thể là lái xe, chủ phương tiện và chủ hàng sẽ đều bị xử lý. Theo tính toán, tổng mức phạt trên thì một xe có thể bị phạt 139 triệu đồng. Sau hơn 2 năm có mặt tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, Uber mới thông báo đã nộp thuế năm 2014. Phần nghĩa vụ thuế còn lại của năm 2015 đang được hoàn tất kê khai. Nguyên nhân được đưa ra là do Uber lần đầu có mặt tại Việt Nam nên chưa có quy định pháp lý phù hợp. Theo đó, Uber đã nộp về ngân sách là 240 triệu đồng, theo tỷ lệ 3% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập doanh nghiệp với phần doanh thu Uber được hưởng. Uber đang hoàn tất việc kê khai và nộp nốt khoản thuế từ năm 2015 đến nay. Trao đổi với phóng viên VTC14, đại diện Uber Việt Nam cho biết, Uber cam kết tuân thủ thuế tại từng quốc gia hoạt động. Tuy nhiên, do Uber là mô hình kinh doanh mới nên vẫn chưa có cơ quan thuế nào bắt kịp và chưa có quy định pháp lý phù hợp để Uber hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế sớm.
Trước đó, vào cuối tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã chốt phương án hướng dẫn kê khai nộp thuế với công ty Uber. Công văn mới đây của Bộ Tài chính đã làm rõ nghĩa vụ thuế của Uber tại Việt Nam. Tỷ lệ thí sinh trượt sát hạch giấy phép lái xe cả lý thuyết và thực hành ở các trung tâm hiện nay là khoảng 40%. Đây là số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Điều này cho thấy tỷ lệ thí sinh trượt trong các kỳ sát hạch giấy phép lái xe ngày một gia tăng. Theo Vụ trưởng Vụ Quản lý Phương tiện và Người lái, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, từ khi sát hạch người lái xe trên đường trường, tỷ lệ trượt tăng thêm 5-10% so với trước đây. Ngoài ra, trong nội dung thi có bài mới đó là ghép xe ngang. Tỷ lệ không hoàn thành phần thi này khoảng 25%. Tính chung tỷ lệ thí sinh trượt sát hạch giấy phép lái xe cả lý thuyết và thực hành ở các trung tâm hiện nay là khoảng 40%, trong khi trước đây chỉ khoảng 20-30%. Tỷ lệ trượt như vậy phản ánh đúng thực tế sau khi có thêm các bài thi mới. Nguyên nhân là do người học lái xe qua loa và chủ quan. Có những lỗi không phải do không biết mà do kỹ năng điều khiển, kể cả những người đã lái xe nhiều năm vẫn chưa thi sát hạch. Bên cạnh đó, việc sát hạch tự động trên đường trường giúp hình thức này làm được nghiêm túc hơn. Theo các chuyên gia, để tránh bị trượt sát hạch, các học viên không có cách nào khác là phải nghiêm túc rèn luyện và tăng cường trau dồi kỹ năng. Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn vừa triển khai kế hoạch bán vé tàu Tết Đinh Dậu năm 2017. Theo đó, từ nay đến hết ngày 20 tháng 9 sẽ tiếp nhận đơn đăng ký mua vé tàu Tết của các tập thể đi tàu trong dịp Tết. Cụ thể, sẽ ưu tiên việc đăng ký cho các đơn vị quân đội, trường học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất. Từ ngày 25 đến hết ngày 30 tháng 9, chi nhánh sẽ bán vé tàu Tết cho các tập thể. Điều kiện và thủ tục mua vé tập thể, các tập thể từ 20 người trở lên và đi cùng tàu, ngày đi, ga đi và cùng một đơn vị. Khi đến liên hệ đăng ký mua vé, các đơn vị lập danh sách các bảng tổng hợp, giấy giới thiệu, danh sách lượt đi và lượt về lập riêng. Danh sách ghi rõ và chính xác họ tên, số chứng minh thư nhân dân hoặc số giấy tờ tùy thân của người đi tàu để ghi thông tin trên vé. Vé tàu Tết tập thể chỉ được đổi trả khi thông tin trên vé trùng khớp với thông tin cá nhân. Khách phải trả phí đổi vé, trả vé bằng 30% giá vé và đổi trả vé trước giờ tàu chạy 24 giờ. Mới đây, một người dân ở Anh đã vô tình ghi lại được hình ảnh một phương tiện giao thông vô cùng độc đáo khi mang hình dáng của một chiếc thuyền máy nhưng lại có thể lao vun vút trên một cao tốc với những chiếc bánh xe giống như ô tô. Phương tiện độc đáo màu cam giống như những chiếc siêu xe khi có thể chạy với tốc độ cực nhanh và bỏ xa nhiều chiếc ô tô khác chạy cùng chiều. Tuy nhiên, dường như chiếc xe thuyền này lại chỉ có 3 bánh gần giống với thiết kế của dòng ô tô 3 bánh Renault Robin do hãng Renault Motor ở Tham Quốc, Anh sản xuất. Trước đó, trên thế giới cũng từng xuất hiện những hãng xe khác sản xuất dòng xe 3 bánh như BMW, Istata, Mazda, T-Series và K-Series. Tuy nhiên, chính sự mất cân bằng của 3 bánh xe là một trong những nguyên nhân khiến dòng xe này không được tiếp tục sản xuất và sử dụng. Trong khi tập quán chăn thả rông châu bò chưa có hướng khắc phục, thì một số nơi người dân có thói quen lùa dắt chăn thả châu bò ven quốc lộ, thậm chí còn buộc châu bò vào các cọc tiêu, trụ biển báo giao thông hoặc cây cối ở hai bên đường. Việc làm thiếu ý thức này trên thực tế đã trở thành nguy cơ gây ra nhiều tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại một số tuyến đường ở tỉnh Hà Tĩnh. Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. Cứ vào đầu giờ sáng và khi chiều tối, hàng trăm con bò được người dân lùa dắt qua đường. Từng đàn bò lộn xộn, kéo dài hàng trăm mét. Cả đàn bò chen chúc, húc đẩy và phóng uế bừa bãi trên cả một đoạn đường dài. Mọi phương tiện giao thông phải rất khó khăn khi tránh vượt qua đàn trâu bò. Nhà nước với tạo mọi điều kiện cho dân phát triển thì trâu bò này thì phải có một con đường, mà hiện nay trên cơ sở là con đường là sẵn có. Vì đây là chúng tôi đã chừng xảy quá là đã chết 4-5 con trâu một lần rồi, một cái xe tải đang đấm 4-5 con một lần. Mà đặc biệt như tôi đây vừa qua đây cũng có bị đàn mất là một con mé, một con bò. Theo người dân cho biết, mặc dù là nguy hiểm nhưng họ buộc phải lùa bò qua đường vì hai bên đường quốc lộ không có đường gom dân sinh. Không chỉ có riêng trên quốc lộ 1A mà trên nhiều tuyến đường khác ở tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng này diễn ra rất phổ biến. Thậm chí,
Việc cho trâu bò ăn cỏ ngay trên giải phân cách như thế này là chuyện thường xuyên. Trâu bò thì nhiều, mà gọi là cái nơi thì không có nơi cho ăn, cho nên phải lùa vào đấy để gọi là khi nào mà ảnh hưởng cũng có ảnh hưởng đến giao thông của nhà nước. Quan điểm của tôi thì nếu để cái vấn đề này nó được giải quyết một cách tận gốc rễ và dứt điểm thì rất cần thiết phải có sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc quản lý giáo dục, là tuyên truyền đối với người dân là không được thả rông châu bò. Tình trạng chăn dắt, thả rông châu bò trên và ven các tuyến đường đã diễn ra từ lâu, nhưng chính quyền và các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để. Một phần do ý thức và tập quán, cộng với nghề chăn nuôi của người dân rất lớn, nên số lượng châu bò ngày càng tăng. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.